Hương và cô Minh Châu chào các con yêu quý. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà và các con theo dõi câu chuyện cổ tích có tựa đề Người đẹp trong tranh. Câu chuyện Người đẹp trong tranh là câu chuyện dân gian Việt Nam kể về sự tích Tú Quyên và Gián Kiều kết duyên chồng vợ. Sau đó cả hai cùng cưỡi hạc bay về trời. Câu chuyện Người đẹp trong tranh đã được Minh Châu đăng ký bản quyền với DMCA qua link Thế giới cổ tích Việt Nam, kho tàng truyện dân gian. Minh Châu mời cả nhà và các con cùng theo dõi câu chuyện nhé. Và câu chuyện được bắt đầu vào đời Hồng Đức. Có một người học trò nghèo, cha mẹ mất sớm, trò học ở phường Bích Câu, phía nam thành Thăng Long. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì, người ta cũng gọi chàng là Tú Quyên. Một ngày vào mùa xuân, chùa Ngọc Hồ mở hội vô già, thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương tụ hội rất đông. Tú Quyên không bỏ lỡ cơ hội đi tìm người đẹp. Chàng vui chân đi quanh quẩn mãi đến tận chiều, bèn ngồi nghỉ ở gốc đa gần chùa. Chợt trông thấy một cái lá bay đến trước mặt, chàng nhặt lên xem, thì ra sau lưng lá có một bài thơ đầy những lời trêu ghẹo. Chàng tưởng có người nào đó ở trên lầu cao ném xuống rồi nấp vào một chỗ, nhưng ngước nhìn mọi nơi chẳng thấy gì cả. Đương lúc ngơ ngác, Tú Quyên bỗng thấy một đám người từ trong chùa đi ra, trong đó có một cô gái rất xinh đẹp. Thấy nàng liếc mắt nhìn, chàng lại bắt chuyện. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, lòng Tú Quyên như nở hoa. Nhưng khi đến đình Quảng Văn thì người con gái bỗng nhiên biến mất. Tú Quyên đứng ngẩn người ra rất lâu, mãi đến tối mới trở về nhà. Từ đấy Tú Quyên đêm mơ ngày tưởng, không thiết gì ăn uống học hành. Nghe tin đền Bạch Mã rất thiêng, chàng đến xin quẻ rồi ngủ đêm tại chùa để cầu mộng. Anh chàng Tú Quyên này tương tư rồi đó cả nhà. Đêm ấy thần hiện ra trong giấc mộng của chàng, bảo rằng: "Này anh chàng mê sắc kia, sáng mai hãy đến cầu đông, ta sẽ cho biết một tin rất tốt." Hôm sau chàng y hẹn đến cầu đông, đợi mãi mới gặp một ông già bán tranh, đưa tới mời chàng mua một bức tố nữ. Chàng mở ra xem thì hình dạng người tố nữ trong tranh chẳng khác gì người mà mình mong đợi. Chàng mua ngay, đem về treo ở bên cạnh chỗ ngồi. Đến bữa ăn, chàng dọn ra hai đôi đũa, hai cái bát, mời người đẹp trong tranh cùng ăn như mời người thật. Chàng hơi ngạc nhiên, cảm thấy tố nữ trong tranh hai má đỏ bừng như có ý thẹn. Nói về người đẹp ở trong tranh, một hôm Tú Quyên đi học về thì thấy giữa giường đã sẵn sàng một mâm cơm có thức ăn ngon, khác với mọi ngày cơm rau. Tuy chưa hiểu có ai cho, nhưng đói bụng chàng cũng ngồi vào ăn. Tiếp mấy hôm sau, mâm cơm đều dọn như thế. Chàng nửa ngờ nửa mừng, không hiểu ra làm sao. Hôm khác, chàng giả vờ đi học nửa đường rồi lại trở về, nấp ngoài cửa sổ dòm vào. Chàng thấy người đẹp trong tranh bước ra dọn dẹp nhà cửa và xuống bếp làm cơm. Chàng đột ngột xô cửa bước vào, nắm chặt lấy tay nàng mà rằng: "Để tôi bấy lâu trong đời mòn mỏi con mắt, thôi bây giờ nhất định không cho nàng ra khỏi đây đâu." Nói xong, Tú Quyên giật bức tranh trên tường xé đi. Người con gái đỏ hai gò má,
se sẻ đáp lại: Sao chàng ác thế? Thiếp đã lạc vào nhà chàng rồi, đâu dám không vâng lời. Rồi nàng cho biết tên mình là Giáng Kiều, vốn có duyên nợ với chàng nên được xuống trần để cùng kết duyên đôi lứa. Tú Quyên tưởng không có gì sung sướng hơn thế nữa, chàng giơ tay lên trời thề. Hai người chuyện trò hồi lâu, Tú Quyên dục chàng thành thân. Giáng Kiều bảo để thiếp bày tiệc mời các bạn tiên đến chứng kiến cho lễ cưới của đôi ta. Nói xong, nàng rút trâm trên đầu, quá phép gian nhà thành một nơi màn gấm rèm ngọc, kẻ hầu người hạ sầm sập, đồ ăn thức uống lộng lẫy. Chỉ một lát, cổ bàn bà sa, đàn sáo vang lừng, các bạn tiên lần lượt đến ăn uống chuyện trò, ca hát nhảy múa rất vui vẻ. Nói về câu chuyện sự tích Tú Quyên và Giáng Kiều, nhưng từ ngày được vợ đẹp, Tú Quyên không buồn dở đến sách nữa. Suốt ngày chàng ở bên vợ, và đặc biệt một điều là chàng thích uống rượu và ăn ngon. Giáng Kiều khuyên can mãi, nhưng Tú Quyên vẫn chứng nào tật ấy. 3 năm trôi qua, chàng không lai vãng đến học hành, dần dà trở nên nghiện rượu. Đã uống là uống say mềm, khi say không còn biết trời đất là gì, thậm chí nhiều lần mắng chửi vợ. Giáng Kiều giận lắm, một hôm chồng từ tử quán khật khưởng bước về nhà. Nàng giật vào giường, rồi nhân lúc chồng ngủ thiếp đi, nàng bay về trời. Tỉnh rượu, Tú Quyên không thấy vợ đâu, rất lấy làm hối hận. Suốt một tháng, chàng bỏ ăn bỏ ngủ, kêu khóc thảm thiết. Bạn bè hết lời khuyên dỗ, nhưng chàng không sao giảm được u sầu. Giận thân, chàng chỉ muốn tự giận cho xong. Nhưng khăn vừa giật lên xà thì bỗng có trận gió thoảng đưa mùi hương đến. Giáng Kiều đã hiện ra trước mặt, chàng vừa mừng vừa thẹn, thề xin từ hẳn rượu. Từ đó hai vợ chồng lại vui vẻ như xưa. Chẳng bao lâu, Giáng Kiều sinh được một bé trai. Đứa bé lớn lên rất thông minh, học ngày một giỏi. Một đêm nọ, bỗng có 2 con hạc đến đón ở sân. 2 vợ chồng dặn con ở lại rồi cưỡi hạc bay lên trời. Kể từ đó, trong dân gian lưu truyền câu chuyện sự tích Tú Quyên và Giáng Kiều. Câu chuyện người đẹp trong tranh đến đây đã chấm dứt. Minh Châu cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi câu chuyện. Nếu thấy câu chuyện hay thì hãy bấm like, share và subscribe. Cho Minh Châu xin một like để Minh Châu có tinh thần làm tiếp video cho cả nhà nghe nhé. Trước khi dứt lời, Minh Châu chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Các con thì khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Ok, video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.